Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 11, sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sang bài 27, thực hành thiết kế chương trình theo phương pháp làm miệng dần. Mục tiêu của bài học này, đây là bài thực hành và chúng ta sẽ thực hành việc sử dụng cái phương pháp làm miệng dần để thiết kế một số các cái chương trình nha. Chúng ta đi vào nội dung thực hành. Nhiệm vụ 1, kiểm tra hoán vị. Bài toán của chúng ta là bài toán kiểm tra hoán vị và chúng ta sẽ thực hành sử dụng cái phương pháp làm miệng dần để thiết kế nên chương trình cho cái bài toán này nha. A. Tìm hiểu bài toán. Bài toán của chúng ta là cho dãy A gồm có n phần tử từ A0 cho đến AN-1 và chúng ta sẽ kiểm tra cái dãy A có phải là hoán vị của cái dãy từ 1, 2, 3, 4 cho đến n hay không. Trước hết chúng ta phải hiểu cái hoán vị của một dãy số là như thế nào nha. Hoán vị của cái dãy số từ 1 đến n sẽ có các cái giá trị từ 1 đến n đúng một lần, tức là không có giá trị lặp lại và không có giá trị bỏ sót. Giả sử chúng ta có một cái dãy số gồm có 5 số 1, 2, 3, 4, 5 đây ha. Nếu như dãy A của chúng ta cũng gồm có 5 phần tử từ A0 đến A4 với các cái giá trị là 1, 2, 3, 4, 5 giống như trong dãy số, thì dãy A này chính là hoán vị của cái dãy số này nha. Thứ tự của các cái số trong dãy A là không quan trọng nha. Có thể là 1, 2, 3, 4, 5, cũng có thể là 5, 4, 3, 2, 1, cũng có thể là 2, 1, 4, 5, 3, tất cả đều được hết. Miễn là dãy A này nó phải có đúng 5 số giống như trong dãy số và mỗi số trong dãy A nó phải xuất hiện đúng một lần trong dãy số nha. Không có lặp lại và không có giá trị nào là bỏ sót hết. B. Thiết kế chương trình giải bài toán. Bước 1, chúng ta sẽ thiết lập cái ý tưởng thiết kế ban đầu. Để giải bài toán này thì chúng ta sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là sắp xếp cái dãy A theo thứ tự tăng dần. Và bước 2 là kiểm tra cái dãy A có phải là cái dãy 1, 2, 3, 4, 5 cho đến N hay không. Tiếp tục chúng ta sang bước 2. Bước 2 chúng ta sẽ chi tiết hóa các cái bước con của cái bước 1 nha. Trước hết là bước này, sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần ha. Giả sử cái dãy A của chúng ta gồm có 5 phần tử từ A0 cho đến A4 với các cái giá trị tương ứng là 3, 1, 5, 4, 2. Chúng ta thấy là chưa được sắp xếp ha. Chúng ta sẽ sắp xếp lại cái dãy A này theo thứ tự tăng dần từ A0 đến A4, các cái giá trị tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5 đây ha. Sắp xếp một cái dãy số thì chúng ta đã học rồi. Chúng ta sẽ dùng các cái thuật toán sắp xếp, ví dụ như là thuật toán sắp xếp chèn, sắp xếp chọn, sắp xếp nổi bật, vân vân. Ở đây, giả sử chúng ta dùng cái thuật toán sắp xếp chèn ha. Cái hàm của chúng ta là hàm sắp xếp cái dãy số A nha. Đây, các cái câu lệnh là đây ha. Tiếp tục sang bước 3. Bước 3 chúng ta sẽ chi tiết hóa cái bước con thứ hai của bước 1 nha. Bước này kiểm tra A có phải là dãy 1, 2, 3 cho đến N hay không. Nguyên tắc là chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt từng phần tử của dãy A. Với mỗi phần tử thì chúng ta sẽ thực hiện so sánh với cái phần tử của cái dãy 1, 2, 3, 4, 5 cho đến N nha. Đây ha, ví dụ cái dãy số của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5. Và dãy A của chúng ta là các cái phần tử A0 cho đến A4 đây ha. Lưu ý là dãy A của chúng ta đã được sắp xếp theo thứ tự rồi nha, thứ tự tăng dần đấy ha. Chúng ta sẽ thực hiện duyệt từng cái phần tử của dãy A. Ví dụ chúng ta duyệt phần tử đầu tiên, phần tử này. Duyệt phần tử này thì chúng ta sẽ thực hiện so sánh với cái số đầu tiên của dãy số, đây, số này. Duyệt đến phần tử thứ hai của dãy A, phần tử này, chúng ta sẽ so sánh với cái số thứ hai của dãy số, đây ha. Cứ như vậy, chúng ta duyệt cho đến hết dãy số A. Mỗi cái phần tử chúng ta đều thực hiện so sánh với các cái phần tử của dãy số như thế này. Nếu như mà khi chúng ta đã duyệt hết các cái phần tử của dãy A và thực hiện so sánh tất cả các cái phần tử của dãy A nó đều bằng với các cái số trong dãy số theo thứ tự đúng như thế này nha, thì chúng ta kết luận dãy A chính là hoán vị của cái dãy số nha. Còn trong trường hợp chúng ta duyệt đến một cái phần tử nào đó mà khi thực hiện so sánh nó không bằng với cái số trong cái dãy số thì chúng ta sẽ dừng cái vòng lặp lại và kết luận ngay là dãy A không phải là hoán vị của cái dãy số này. Các cái câu lệnh của chúng ta là đây ha. Chúng ta sẽ khai báo một cái hàm có tên là kiểm tra hoán vị, kiểm tra cái dãy số A đây ha. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi cái hàm sắp xếp để sắp xếp cái dãy số A theo thứ tự tăng dần. Dãy số A của chúng ta phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như thế này rồi chúng ta mới kiểm tra được nha. Sau đó chúng ta tạo ra cái biến KQ để lưu kết quả.
true tức là dãy A này là hoãn vị của cái dãy số nha, còn false tức là dãy A không phải là hoãn vị nha. Chúng ta sẽ duyệt từng phần tử của dãy A với cái vòng lặp for y. Đây, y sẽ có giá trị từ 0 cho đến n-1 tức là 0 cho đến 4 đây ha. Với mỗi phần tử thì chúng ta sẽ thực hiện so sánh ai với y cộng 1. Ai tức là phần tử chúng ta đang duyệt, y cộng 1 tức là cái phần tử của cái dãy số nha. Ví dụ ai của chúng ta là a0. A0 đây ha, có giá trị là 1. Thì phần tử của dãy số phải là phần tử này, tức là y cộng 1, tức là 0 cộng 1 là bằng 1, phần tử này. Như thế này nó mới đúng theo cái thứ tự nha. Nếu như mà ai nó khác với y cộng 1, tức là giá trị này nó không bằng cái giá trị này của dãy số, thì chúng ta kết luận ngay KQ sẽ bằng false, tức là dãy A này không phải là hoãn vị của dãy số nha. Chỉ cần một phần tử mà không bằng cái giá trị của dãy số thì chúng ta sẽ dừng cái vòng lặp for lại ngay bằng câu lệnh break đấy ha. Chúng ta không cần phải duyệt đến các cái phần tử tiếp theo nữa nha. Chúng ta thoát ra khỏi vòng lặp và cái biến KQ của chúng ta lưu kết quả là false đấy ha. Còn trong trường hợp mà cái giá trị này bằng cái giá trị này thì chúng ta sẽ duyệt tiếp đến phần tử tiếp theo, phần tử này, phần tử này, phần tử này, vâng, cho đến phần tử cuối cùng. Nếu tất cả các cái phần tử của dãy A đều bằng các cái số của dãy số này thì chúng ta sẽ trả về cái kết quả là biến KQ có giá trị là true đấy ha. Sau 3 bước thiết kế và quá trình làm mịn dần, chúng ta đã có được cái chương trình hoàn chỉnh. Chương trình của chúng ta sẽ gồm có hai hàm. Thứ nhất là hàm sắp xếp để sắp xếp cái dãy số A theo thứ tự tăng dần. Sau đó là hàm kiểm tra hoãn vị để kiểm tra cái dãy số A có phải là hoãn vị của cái dãy số từ 1 đến n hay không. Còn chương trình chính của chúng ta là đây. Chúng ta sẽ đưa vào một cái dãy số A gồm có các phần tử như thế này. Sau đó gọi hàm kiểm tra hoãn vị để kiểm tra cái dãy số A này có phải là hoãn vị của cái dãy số từ 1 đến 10 hay không. Nếu đúng là hoãn vị thì hiển thị ra màn hình thông báo là có, còn nếu không phải thì hiển thị thông báo là không. Chúng ta sẽ chạy thử chương trình nha. Chúng ta chạy thử với hai trường hợp: trường hợp dãy A không phải là hoãn vị và trường hợp thứ hai dãy A là hoãn vị đấy hết. Chúng ta chạy trường hợp thứ nhất nha. Kết quả là không đấy hết, tức là dãy A không phải là hoãn vị. Chúng ta thử trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai đây ha. Dãy A đúng là hoãn vị. Đây, kết quả đây. Chúng ta sang nhiệm vụ thứ hai, đếm số lần lặp. A, tìm hiểu bài toán. Bài toán của chúng ta là cho dãy A gồm có n phần tử từ A0 cho đến AN-1. Và yêu cầu của bài toán là kiểm tra các cái phần tử của dãy A nha. Đếm thử xem là mỗi phần tử nó sẽ được lặp lại bao nhiêu lần trong dãy. Chúng ta sẽ tạo một cái dãy B chứa số lần lặp lại của các cái phần tử trong dãy A. Ví dụ dãy A của chúng ta là đây, có các phần tử như thế này. Và dãy B của chúng ta sẽ chứa số lần lặp lại là đây. Phần tử đầu tiên của dãy A, phần tử này có giá trị là 2. Chúng ta thấy lặp lại 2 lần trong dãy. Đây là số lần lặp lại của phần tử này. Phần tử này có giá trị là 1, lặp lại 2 lần, số lần lặp lại của nó là đây. Phần tử này lặp lại 2 lần đấy ha, số lần lặp lại là đây. Cứ như vậy ha, chúng ta thấy số lần lặp lại nó phải tương ứng với vị trí của phần tử nha. Đây, tương ứng như thế này. Thiết kế chương trình giải bài toán. Bước 1, chúng ta sẽ thiết lập cái ý tưởng thiết kế ban đầu. Để giải bài toán thì chúng ta có 5 bước nha. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ thiết lập cái dãy B rỗng. Bước thứ hai, duyệt từng phần tử của dãy A. Bước 3, với mỗi phần tử của dãy A, chúng ta sẽ đếm cái số lần lặp lại của phần tử đó trong dãy A nha. Bước 4, chúng ta sẽ bổ sung cái số lần lặp lại đó vào trong cái dãy B. Và bước 5, bước cuối cùng, trả về cái dãy B. Giả sử cái dãy số A của chúng ta là như thế này. Chúng ta sang cái bước thiết kế thứ hai. Bước 2, chúng ta sẽ chi tiết hóa các cái bước con của bước 1 nha. Đầu tiên là bước này, thiết lập dãy B rỗng. Chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy B rỗng chưa có giá trị gì cả hết. Câu lệnh là B bằng một cái danh sách rỗng như thế này. Chúng ta sang bước 3. Bước 3 chúng ta sẽ chi tiết hóa cái bước này của bước 1 nha. Bước đếm số lần lặp lại của AI trong dãy A.
Để thực hiện đếm số lần lập của một phần tử trong dãy A thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tạo cái biến đếm S nha. Sau đó chúng ta sẽ duyệt từng phần tử của dãy A. Với mỗi phần tử thì chúng ta sẽ thực hiện so sánh cái phần tử đó với phần tử mà chúng ta đang đếm. Nếu bằng thì chúng ta sẽ tăng cái biến S lên một đơn vị. Đây ha, giả sử chúng ta có cái biến X chứa phần tử mà chúng ta đang đếm và cái biến A này là chứa các cái phần tử mà chúng ta đang duyệt nha. Chúng ta sẽ đếm từ cái phần tử đầu tiên, phần tử có giá trị là 2 đây ha. Đây, X bằng 2 đây. Vòng lặp của chúng ta sẽ chạy từ phần tử đầu tiên cho đến phần tử cuối cùng của dãy A. Như vậy cái biến A này nó sẽ có lần lượt các giá trị là 2, 1, 1, 3, 5, 10, 2, 5. Đây, 2, 1, 1, 3, 5, 10, 2, 5 đây ha. Với mỗi cái phần tử của dãy A như thế này, chúng ta sẽ thực hiện cái phép so sánh phần tử chúng ta đang duyệt với phần tử chúng ta đang đếm đây ha. Đây, 2 bằng 2 tức là A bằng X. Thì chúng ta sẽ tăng cái biến đếm S này lên một đơn vị. Đây, A bằng 1 và X bằng 2 nó không bằng. Do đó biến S không tăng lên ha. Đây cũng không bằng. Đây, đây. Đến đây thì A lại bằng X, tăng biến đếm lên một đơn vị là thành 2. Còn giá trị này không bằng, do đó biến S vẫn giữ nguyên giá trị là 2. Như vậy là khi chúng ta đã duyệt xong tất cả các cái phần tử của dãy A, chúng ta sẽ có được cái số lần lặp lại của cái phần tử chúng ta đang đếm phần tử này. Số lần lặp lại là 2 đây hết. Như vậy là chúng ta đã đếm xong cái phần tử đầu tiên. Chúng ta tiếp tục với cái phần tử thứ hai, phần tử này và cái quy trình nó cũng lặp lại như vậy, cũng duyệt tất cả phần tử của cái dãy số đây và thực hiện so sánh, sau đó tăng cái biến đếm lên, cứ như vậy hết. Và đây là các cái câu lệnh của chúng ta. Chúng ta khai báo cái hàm có tên là lặp. Hàm này nó sẽ đếm số lần lặp lại của phần tử x trong cái dãy A nha. Trước hết chúng ta sẽ tạo cái biến đếm S có giá trị ban đầu bằng 0. Chúng ta sẽ duyệt từng phần tử của dãy A. Biến A này nó sẽ có các cái giá trị lần lượt là từng phần tử của dãy A nha. Với mỗi phần tử mà chúng ta đang duyệt, chúng ta sẽ thực hiện cái phép so sánh A với x. Nếu A bằng x thì tăng cái biến đếm S lên một đơn vị. Kết quả trả về là biến S đây, nó chứa cái số lần lặp lại của cái phần tử X này trong cái dãy A ha. Chúng ta sang bước 4. Bước 4 chúng ta sẽ chi tiết hóa cái bước này của bước 1 nha. Tức là chi tiết hóa cái bước bổ sung số lần lặp vào dãy B. Ở đây, sau khi chúng ta đếm xong số lần lặp của một phần tử, ví dụ chúng ta đếm cái phần tử đầu tiên đây ha, số lần lặp là đây. Chúng ta sẽ đưa cái số lần lặp này vào lưu trong cái dãy B ha. Lưu ý là đưa vào cái vị trí đúng nha, vị trí này tương ứng với cái phần tử mà chúng ta đang đếm đây. Phần tử chúng ta đang đếm là phần tử đầu tiên của dãy A thì số lần lặp nó cũng là phần tử đầu tiên của dãy B ha. Để thực hiện công việc này thì các bước mà chúng ta phải làm bao gồm, thứ nhất là chúng ta sẽ duyệt từng phần tử trong dãy A. Duyệt ở đây là duyệt để đếm nha. Ví dụ chúng ta duyệt phần tử này, tức là chúng ta bắt đầu đếm từ phần tử này. Sau đó gọi hàm lặp XA, hàm này nó sẽ đếm cái phần tử đó trong dãy A, để đếm số lần lặp lại của phần tử đó trong dãy A hết. Đây, kết quả là đây. Sau đó đưa cái số lần lặp đó vào dãy B. Đây, đưa số lần lặp vào dãy B đây. Với các cái bước đã được chi tiết hóa này, chúng ta sẽ có các cái câu lệnh tương ứng. Ở đây chúng ta sẽ khai báo cái hàm có tên là tính lặp nha. Hàm này sẽ đếm số lần lặp lại của các phần tử trong dãy A hết. Chúng ta tạo cái dãy B, dãy B đây, ban đầu là một cái danh sách rỗng hết. Câu lệnh này là duyệt từng phần tử ở trong cái dãy A. Với mỗi phần tử, chúng ta sẽ gọi cái hàm lặp để đếm số lần lặp lại của phần tử đó. Đếm ra kết quả rồi, chúng ta sẽ đưa vào dãy B bằng câu lệnh B.append đây hết. Bước 5 chúng ta sẽ chi tiết hóa cái bước này của bước 1 nha, tức là chi tiết hóa cái bước trả về dãy B. Dãy B này nó sẽ lưu kết quả số lần lặp lại của tất cả các phần tử trong dãy A nha. Câu lệnh của chúng ta là return B đây hết. Kết quả nó lưu hết ở dãy B đây. Sau 5 bước thiết kế và làm mịn dần, chúng ta đã có được cái chương trình hoàn chỉnh nha. Chương trình của chúng ta sẽ gồm có hai hàm. Thứ nhất là hàm lặp. Hàm lặp này nó sẽ đếm số lần lặp lại của phần tử x trong cái dãy A, tức là đếm một phần tử nha. Hàm thứ hai là hàm tính lặp.
Hàm này nó sẽ đếm lần lượt tất cả các cái phần tử trong dãy A, kết quả nó lưu vào trong cái dãy B. Đấy ha. Và chương trình chính của chúng ta là đây. Giả sử chúng ta đưa vào một cái dãy A gồm có các cái phần tử như thế này, chúng ta gọi cái hàm tính lập để mà đếm số lần lặp lại của các phần tử trong dãy A này, kết quả lưu vào trong cái dãy B đấy ha, hiển thị ra màn hình cái dãy B này bằng câu lệnh print B. Chúng ta sẽ chạy thử chương trình nha. Ở đây chúng ta sẽ cho hiển thị trước hết là dãy A nha, và sau đó là kết quả đếm được nằm ở dãy B, hiển thị cả hai dãy để mà đối chiếu cho nó dễ ha. Đây, dãy A của chúng ta là đây và kết quả đếm được là đây ha. Ví dụ phần tử này nó có số lần lặp lại là 3, 1, 2 và 3 đấy ha. Phần tử này có số lần lặp lại là 2, đây 1, 2, vân vân. Tiếp tục bài học, chúng ta sang phần luyện tập. Yêu cầu thứ nhất của phần luyện tập: thiết kế thuật toán cho nhiệm vụ 1 với ý tưởng khác như sau. Dãy A là một hoán vị của dãy các số từ 1 đến n khi và chỉ khi dãy A có độ dài n và mọi số y từ 1 đến n đều nằm trong A. Thứ nhất là tìm hiểu bài toán. Giả sử cái dãy số của chúng ta là dãy M, có các cái giá trị từ 1 đến 5 đây hết. Dãy A là hoán vị của cái dãy M này. Nếu như dãy A nó có độ dài bằng với dãy M, M đây là độ dài là 5 thì dãy A cũng có 5 phần tử đây hết. Và tất cả các cái số có trong M nó đều nằm trong A. Ví dụ 1 nằm trong A đây ha, 2 cũng nằm trong A, 3 đây, 4 đây và 5 đây. Dãy A của chúng ta cũng có thể là dãy này, cũng có 5 phần tử và các cái số trong dãy M nó đều có trong dãy A. Hoặc là dãy A của chúng ta cũng có thể là đây, cũng có thể là đây, vân vân. Ở đây nó chỉ khác với cái nhiệm vụ 1 là thứ tự của các phần tử trong dãy A này nó không cần phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần nha. Chỉ cần nó có cái độ dài bằng độ dài của dãy số và tất cả các số trong dãy số nó đều có trong dãy A là được hết. Thứ hai là thiết kế chương trình. Bước 1 chúng ta sẽ đưa ra ý tưởng thiết kế ban đầu. Để giải bài toán này thì chúng ta sẽ có 3 bước. Bước 1 chúng ta gọi N là độ dài của dãy A, cũng là độ dài của cái dãy số luôn nha. Bước 2, với mỗi số y chạy từ 1 đến n, chúng ta sẽ kiểm tra xem y có nằm trong cái dãy A hay không. Và bước cuối cùng, kết thúc vòng lặp và có y trong dãy A thì chúng ta sẽ trả về kết quả là có ha. Bước 2 chúng ta sẽ chi tiết hóa các cái bước của bước 1 nha. Đầu tiên là bước này, n là độ dài của dãy A, chúng ta có câu lệnh n bằng len A đây ha. Bước 3, chúng ta chi tiết hóa cái bước này của bước 1 nha. Chúng ta sẽ chạy cái vòng lặp for để mà duyệt từng cái số y. Với mỗi số y, chúng ta sẽ kiểm tra xem y có thuộc dãy A hay không. Chúng ta sẽ chạy cái vòng lặp cho từng cái phần tử trong cái dãy này. Với mỗi phần tử, chúng ta sẽ kiểm tra cái phần tử này nó có trong dãy A hay không. Nếu không có y trong dãy A, chúng ta sẽ trả về là không nha. Đây, câu lệnh của chúng ta đây ha. For i in range từ 1 đến n cộng 1. Đây, từ 1 cho đến 5 đây ha. Với mỗi cái giá trị của y, chúng ta kiểm tra xem y nó có trong A hay không. If y not in A, tức là nếu y không có trong A thì trả về là 0 nha. Bước 4 chúng ta sẽ chi tiết hóa cái bước này của bước 1 nha. Ở đây, sau khi mà kiểm tra tất cả các phần tử của dãy số, tất cả phần tử đều có trong dãy A thì chúng ta sẽ kết luận return có, tức là dãy A chính là hoán vị của cái dãy số nha. Và chương trình hoàn chỉnh của chúng ta đây ha, chúng ta sẽ gom tất cả các cái câu lệnh này vào trong cái hàm có tên là hoán vị. Hàm này sẽ kiểm tra dãy A có phải là hoán vị của dãy số từ 1 đến n hay không nha. Các cái câu lệnh chúng ta sẽ đưa vào hết ha. Đây. Chúng ta sẽ chạy thử chương trình nha. Ở đây chúng ta đưa vào 4 cái dãy số ABCD, trong đó AB là hai cái dãy số có đúng 5 phần tử, với các cái phần tử nó đều nằm trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5. Dãy C cũng có 5 phần tử nhưng mà có cái phần tử 6 này, không nằm trong dãy 1, 2, 3, 4, 5.
Dãy D lại có đến 6 phần tử, tức là cái độ dài của dãy D nó lớn hơn cái độ dài của dãy 1, 2, 3, 4, 5 hết. Chúng ta sẽ test thử xem trong 4 trường hợp này chương trình nó chạy có đúng không nha. Ở đây chúng ta sẽ cho hiển thị cái dãy số trước và hiển thị kết quả kiểm tra sau nha. Đây. Rồi, chúng ta thấy cái dãy A đây, nó chương trình nó trả lời là có, tức là đúng là hoãn vị ha. Dãy B cũng đúng nha, dãy C không phải, dãy D không phải ha. Câu 2 của phần luyện tập. Trong nhiệm vụ 2, nếu dãy A đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì có thể cải tiến thuật toán tốt hơn được không? Đây là cái dãy số A trong cái nhiệm vụ 2, các phần tử chưa được sắp xếp. Trong bài toán này, dãy số A của chúng ta các phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đấy ha. Và thiết kế chương trình thì trong bước 1 chúng ta đã đưa ra 5 cái bước để giải bài toán đây ha. Và bước 3 của cái thiết kế chương trình chúng ta chi tiết hóa cái bước còn này, bước đếm số lần lặp lại của phần tử trong dãy A. Đây. Trong cái bước 3 này chúng ta sẽ thêm vào một cái bước nữa, đó là bước này. Nếu phần tử đang duyệt lớn hơn phần tử đang đếm thì dừng vòng lặp lại. Tức là chương trình của chúng ta là đây, chúng ta thêm vào câu lệnh này. Nếu A lớn hơn X, A là phần tử đang duyệt và X là phần tử đang đếm. Nếu phần tử đang duyệt lớn hơn phần tử đang đếm thì dừng cái vòng lặp for lại bằng câu lệnh break đây hết. Việc thêm cái bước này vào thì cái thuật toán của chúng ta sẽ tốt hơn như thế nào? Trong nhiệm vụ 2, cái dãy số A của chúng ta chưa được sắp xếp, do đó khi đếm một cái phần tử, ví dụ phần tử này chẳng hạn, chúng ta phải duyệt từ đầu đến cuối dãy, chúng ta mới đếm được cái phần tử này nha. Phần tử này lặp lại 3 lần, 1, 2 và 3, chúng ta phải duyệt từ đầu đến cuối dãy để mà đếm được cái phần tử này. Với dãy số đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, để đếm một cái phần tử, ví dụ đếm phần tử này, chúng ta chỉ cần duyệt từ đầu dãy cho đến phần tử này, phần tử lớn hơn phần tử đang đếm là chúng ta có thể dừng lại được nha. Đếm phần tử này lặp lại một lần, hai lần, chúng ta dừng ở đây là chúng ta đã đếm chính xác rồi. Hay là chúng ta muốn đếm phần tử này, chúng ta chỉ cần duyệt từ đầu dãy cho đến phần tử này, phần tử lớn hơn cái phần tử chúng ta đang duyệt là chúng ta dừng lại. Đây, 1, 2 và 3, chúng ta có thể đếm chính xác ha. Như vậy là cái số lần duyệt nó sẽ ít hơn, giảm đi rất là nhiều so với cái trường hợp mà dãy chưa được sắp xếp. Với dãy chưa được sắp xếp thì để đếm được mỗi phần tử thì chúng ta phải duyệt từ đầu đến cuối dãy. Nhưng với dãy đã được sắp xếp rồi thì với mỗi phần tử chúng ta đếm, chúng ta có thể dừng lại ở cái đoạn này, ở cái phần tử mà lớn hơn phần tử chúng ta đếm, không cần phải duyệt từ đầu đến cuối dãy. Như vậy là số bước duyệt nó sẽ giảm đi rất là nhiều nha. Chúng ta sẽ chạy thử chương trình để kiểm tra nha. Đây là cái câu lệnh mà chúng ta đã thêm vào. Chúng ta sẽ thử với cái dãy A đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đây ha. Chúng ta cho hiển thị cái dãy A ra trước, sau đó là tính số lần lặp lại của các phần tử ở trong dãy A và hiển thị kết quả ra là đây. Đây ha, dãy A của chúng ta là đây và số lần lặp lại nó nằm trong dãy B đây ha. Chúng ta thấy kết quả cho ra là chính xác nha. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài học, phần vận dụng. Yêu cầu thứ nhất của phần vận dụng, cho dãy số A gồm có các phần tử từ A0 cho đến AN-1. Thiết kế và viết chương trình kiểm tra trong dãy A có hai phần tử nào trùng nhau hay không? Cần đưa ra câu trả lời là có hay là không? Yêu cầu đưa ra quy trình thiết kế theo phương pháp làm mịn dần. Trước hết chúng ta đi vào tìm hiểu bài toán nha. Giả sử cái dãy số A của chúng ta gồm có các phần tử như thế này, thì cái cách chúng ta kiểm tra có hai phần tử nào trùng nhau trong dãy số này thì chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Chúng ta sẽ duyệt từng phần tử của dãy số nha. Bắt đầu từ phần tử đầu tiên, phần tử có chỉ số y bằng 0. AY tức là A0, A0 là đây, là 8 ha. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái phần tử chúng ta đang duyệt này nó có nằm trong cái dãy con phía trước hay không. Do đây là phần tử đầu tiên, do đó phía trước nó không có phần tử nào, do đó dãy con phía trước là dãy rỗng ha. Tiếp tục duyệt đến phần tử thứ hai, có chỉ số y bằng 1, AY là A1, A1 là đây, là 5 hết.
Dãy con phía trước nó sẽ là dãy này, gồm có một phần tử là 8 đây ha. Kiểm tra xem cái phần tử đang duyệt này nó có nằm trong dãy con này không. Chúng ta thấy nó không có nằm trong dãy con ha. Chúng ta tiếp tục với phần tử tiếp theo. Phần tử này có chỉ số y bằng 2. AI tức là A2, A2 là 1 ha. Dãy con là dãy này, gồm có các phần tử nằm phía trước đây ha, 8 và 5 đây. Chúng ta kiểm tra xem AI nó có nằm trong cái dãy con này không. Chúng ta thấy AI nó không có trong dãy con ha. Tiếp tục với phần tử tiếp theo, phần tử này y bằng 3 và AI là A3 bằng 7 ha. Dãy con là dãy này, gồm có 3 phần tử 8, 5 và 1. Chúng ta kiểm tra xem thử AI đây nó có trong cái dãy con này không. Chúng ta thấy nó cũng không có ha. Tiếp tục với phần tử tiếp theo, phần tử này y bằng 4 và AI là A4 bằng 2 đây ha. Dãy con là các cái phần tử nằm phía trước này đây, 8, 5, 1, 7. Chúng ta thấy là AI nó không có trong cái dãy con này. Tiếp tục với y bằng 5, AI là A5, A5 bằng 3 đây ha. Dãy con là đây, 8, 5, 1, 7, 2 đây. AI nó không có trong dãy con. Tiếp tục phần tử tiếp theo với y bằng 6, AI là A6 là đây, là 5 ha. Dãy con của chúng ta là đây, từ phần tử đầu tiên cho đến phần tử này, 8, 5, 1, 7, 2, 3 ha. Chúng ta thấy là cái phần tử chúng ta đang duyệt, phần tử này nó có trong cái dãy con đây, dãy con đây nó có đây ha. Đến đây thì chúng ta sẽ dừng cái vòng lặp lại và trả lời là có cái hai phần tử trùng nhau trong cái dãy số này nha. Còn trong trường hợp mà chúng ta duyệt hết tất cả các phần tử này rồi theo cái cách như thế này mà vẫn không tìm thấy được phần tử nào trùng nhau thì chúng ta trả về cái kết quả là không tìm thấy ha. Thứ hai là thiết kế chương trình. Bước 1, chúng ta thiết lập cái ý tưởng ban đầu để giải bài toán này. Theo cái cách như thế này thì chúng ta sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ duyệt từng phần tử của dãy A, duyệt từng phần tử ha. Bước thứ hai, chúng ta sẽ kiểm tra cái phần tử đang duyệt AI nó có trùng với phần tử nào khác trong dãy A hay không. Nếu có thì chúng ta trả về là có. Và bước thứ ba, chúng ta duyệt hết các phần tử rồi và kiểm tra không có trùng nhau thì chúng ta trả về là không, tức là không có cái cặp phần tử nào trùng nhau trong dãy A. Tiếp tục chúng ta sang bước thứ hai của thiết kế chương trình. Bước thứ hai là bước chi tiết hóa những cái bước con của bước 1 nha. Chúng ta chi tiết hóa cái bước đầu tiên đây. Duyệt từng phần tử của dãy A thì chúng ta có câu lệnh là for i in range len A đây. Bước thứ ba, bước này sẽ chi tiết hóa cái bước này của bước 1 nha. Đây, cái dòng này. Chúng ta sẽ kiểm tra có cái phần tử đang duyệt AI trong dãy con từ A0 đến AI-1 hay không. Nếu có thì trả về là có. Câu lệnh của chúng ta đây ha. If AI in A2.y đây ha. Câu lệnh này sẽ kiểm tra phần tử AI nó có trong cái dãy con AI hay không. Chúng ta thấy cái dãy con AI này là đây. Tức là từ phần tử đầu tiên cho đến phần tử ngay trước cái phần tử chúng ta đang duyệt, từ A0 cho đến AI-1 ha. Đây ha. Đây. Và bước thứ tư, chi tiết hóa cái dòng thứ ba của bước 1 đây. Duyệt hết các phần tử và kiểm tra không có trùng nhau thì trả về là không. Return 0 đây ha. Thiết kế xong chương trình, chúng ta có được cái chương trình hoàn chỉnh là gồm có những câu lệnh này ha. Chúng ta gom hết lại đưa vào cái hàm có tên là kiểm tra trùng nhau, kiểm tra các cái phần tử trong dãy A đây ha. Đây là các cái câu lệnh. Chúng ta sẽ chạy thử cái chương trình này với hai cái dãy số dãy A gồm có các phần tử như thế này, trong đó có hai phần tử trùng nhau đây ha. Chúng ta gọi cái hàm kiểm tra trùng nhau, kiểm tra cái dãy A này ha, và câu lệnh print là hiển thị ra kết quả. Chúng ta cũng sẽ thử với một cái dãy nữa là dãy B với các phần tử đây không có phần tử trùng nhau, và cũng gọi cái hàm kiểm tra trùng nhau để kiểm tra các phần tử trong dãy B, sau đó dùng lệnh print để hiển thị kết quả. Chương trình của chúng ta đây ha, chúng ta sẽ cho hiển thị cái dãy số ra trước nha, và sau đó cho hiển thị cái kết quả kiểm tra ra sau. Chúng ta thử với hai cái dãy số A và B nha. Dãy số A có phần tử trùng nhau và dãy số B là không có phần tử trùng nhau. Đây, dãy số A của chúng ta đây ha, kết quả hiển thị là có nè. Dãy số B đây, kết quả hiển thị là không. Chúng ta sang yêu cầu thứ hai của phần vận dụng. Sau ký tự được gọi là đối xứng, nếu thay đổi thứ tự ngược lại các ký tự của sau thì vẫn nhận được dãy ban đầu.
Ví dụ cái sau ABCD CBA là sau đối xứng, còn sau 1011 không là đối xứng. Thiết kế và viết chương trình kiểm tra một sau ký tự cho trước có là đối xứng hay không, yêu cầu đưa ra quy trình thiết kế theo phương pháp làm miệng dần. Chúng ta tìm hiểu bài toán trước nha. Giả sử ký sau ký tự của chúng ta là sau S gồm có 7 ký tự, có chỉ số từ 0 đến 6 đây ha, A, B, C, D, C, B, A. Thì cái cách chúng ta kiểm tra cái sau này có phải là sau đối xứng hay không, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chia đôi cái sau ký tự ra làm 2 và kiểm tra từng cái cặp ký tự đối xứng nhau nha. Ví dụ cái sau này gồm có 7 ký tự, chia đôi ra như vậy là cái ký tự ở giữa là ký tự này. Đây ha. Chúng ta sẽ duyệt từ phần tử đầu tiên, hay là từ ký tự đầu tiên cho đến ký tự ở giữa, từ S0 cho tới S2 thôi nha. Như vậy là Y của chúng ta sẽ có giá trị từ 0, 1 cho đến 2 thôi. Với Y bằng 0 thì SI tức là S0, S0 là A đây ha. S len S trừ 1 trừ Y, len S của chúng ta là 7 nha, 7 trừ 1 trừ Y tức là trừ 0, như vậy là S6, S6 là A đây. Đây là cái cặp ký tự đối xứng nhau trong cái sau ký tự này. Chúng ta thấy SI bằng S lên S trừ 1 trừ Y, cặp này nó bằng nhau. Tiếp tục chúng ta sẽ duyệt đến cái phần tử thứ hai, hay là ký tự thứ hai, Y bằng 1, SI tức là S1. Cái ký tự đối xứng với S1 tức là S lên S trừ 1 trừ Y là S5. Đây. Đấy, hai ký tự này nó cũng bằng nhau, tức là cái cặp ký tự đối xứng nhau nó bằng nhau. Tiếp tục chúng ta duyệt đến giá trị Y bằng 2. SI là S2, đây. Ký tự này là ký tự C đây ha. Ký tự đối xứng của nó là S lên S trừ 1 trừ Y. Đây, S4 cũng là C. Cặp này nó cũng bằng nhau. Như vậy là duyệt đến đây thì chúng ta dừng lại nha. Và chúng ta thấy tất cả các cái cặp ký tự đối xứng nhau trong cái sau này nó đều bằng nhau. Do đó chúng ta kết luận là cái sau này là sau đối xứng. Chúng ta trả về giá trị là true ha. Chúng ta thử một cái sau khác nha. Sau này gồm có 4 ký tự, 1011, có chỉ số từ 0 đến 3 ha. Cách kiểm tra cũng làm tương tự, tức là chúng ta chia đôi ra một nửa của sau, tức là gồm hai cái ký tự này. Như vậy khi chúng ta duyệt, chúng ta chỉ duyệt hai cái ký tự này thôi. Y của chúng ta sẽ có các cái giá trị là 0 và 1 thôi ha. Với Y bằng 0, SI tức là S0 là 1 đây ha. Đây, cái ký tự đối xứng của nó là S lên S trừ 1 trừ Y là S3 là 1 đây. Chúng ta thấy cái cặp này nó bằng nhau. Tiếp tục chúng ta duyệt đến phần tử tiếp theo, có giá trị Y bằng 1 đây ha. SI là S1, S1 là 0 đây. Ký tự đối xứng của nó là S lên S trừ 1 trừ Y là S2 là 1 đây ha. Chúng ta thấy cặp này nó không bằng nhau. Chúng ta dừng cái vòng lặp lại và kết luận là false, tức là cái sau ký tự này không phải là sau đối xứng. Dựa trên các cái phân tích này, chúng ta sẽ đưa ra các cái bước để giải bài toán thiết kế chương trình. Bước 1, các bước giải bài toán của chúng ta gồm: thứ nhất là kiểm tra, nếu sau rỗng thì trả về true, sau rỗng tức là một sau đối xứng nha. Bước 2, sau không phải là sau rỗng thì chúng ta bắt đầu chia sau ký tự ra làm 2. Bước 3, chúng ta sẽ duyệt từng ký tự trong sau, từ ký tự đầu tiên cho đến ký tự giữa sau, từ ký tự đầu tiên đây cho đến ký tự giữa sau hết. Bước 4, chúng ta sẽ kiểm tra các cái cặp ký tự đối xứng nhau, xem có bằng nhau hay không. Đây, kiểm tra các cái cặp ký tự đối xứng nhau đây ha. Nếu mà có cặp nào không bằng nhau thì chúng ta sẽ trả về là false ngay đây ha. Bước 5, chúng ta duyệt hết các cái cặp ký tự đối xứng và đều bằng nhau thì trả về là true. Đây, duyệt tất cả các cặp ký tự đối xứng trong sau, nếu tất cả đều bằng nhau thì trả về là true. Tiếp tục chúng ta sẽ làm miệng dần các cái bước của thuật toán nha. Bước 2 của thiết kế chương trình, chúng ta chi tiết hóa cái bước này. Kiểm tra, nếu sau rỗng thì trả về true, if len S bằng 0, return true, câu lệnh này ha. Tiếp tục bước 3, chi tiết hóa cái bước này, chia sau ký tự ra làm 2, M bằng len S chia 2 ha, lấy phần nguyên nha. Bước 4, chi tiết hóa cái bước này, duyệt từng ký tự trong sau, từ ký tự đầu tiên cho đến ký tự giữa sau, chúng ta có câu lệnh for i đây ha, for i in range M cộng 1. Bước 5, chi tiết hóa cái bước này, kiểm tra các cặp ký tự đối xứng nhau xem có bằng nhau không. Nếu có cặp nào không bằng nhau thì trả về false. Đây, đây là hai cái ký tự đối xứng nhau trong cái sau S ha, SI và S len S trừ 1 trừ Y.
Nếu nó không bằng nhau thì trả về là false. Bước 6, chi tiết hóa cái bước này nha. Duyệt hết các cặp ký tự đối xứng và đều bằng nhau cả thì trả về true, return true ha. Gom hết các cái câu lệnh này, chúng ta sẽ có chương trình hoàn chỉnh. Tất cả câu lệnh chúng ta đưa vào cái hàm có cái tên là kiểm tra đối xứng, kiểm tra cái sau s đây ha. Hàm này trả về giá trị là false nếu như cái sau s này không phải là sau đối xứng, và trả về true nếu sau s này là sau đối xứng nha. Chúng ta sẽ thử với hai cái sau, sau s1 là abcdcba, gọi hàm kiểm tra đối xứng để kiểm tra sau s1 và hiển thị kết quả ra màn hình. Kiểm tra cái sau thứ hai, sau s2 là sau 1011 đây. Gọi cái hàm kiểm tra đối xứng để kiểm tra cái sau s2 và lệnh print hiển thị kết quả ra màn hình. Chương trình của chúng ta đây ha, chúng ta sẽ chạy thử chương trình với hai sau s1 và s2. Chúng ta sẽ cho hiển thị cái sau ký tự ra trước và kết quả kiểm tra ra sau nha. Đây, câu hiển thị sau s1 và kiểm tra sau s1 có phải là đối xứng hay không. Câu hiển thị sau s2 và kiểm tra sau s2 có đối xứng hay không. Ở đây kết quả nó sẽ là true hoặc là false nha. Rồi, sau s1 của chúng ta đây ha, kết quả là true tức là sau đối xứng. Sau s2 đây, kết quả là false tức là không phải sau đối xứng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần vận dụng và cũng kết thúc bài học 27 tại đây luôn nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.